Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đầu tháng khấn trời, mùng 10 trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nhân sinh xoay vần, con người cũng tùy thời mà thay đổi. Ai là người nắm được ý trời, biết trước được vận mệnh, tận dụng cơ hội thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người đó sẽ tất thảy mọi sự hanh thông. Tài lộc rủng rỉnh chẳng kém ai, vì vậy mà chúng ta sẵn sàng làm việc ngày đêm, hao tâm tổn sức, ngày lo đêm nghỉ làm sao để giàu có sự nghiệp hiển hách hơn người. Bản mệnh chủ Bính Ngọ sinh 1966 cũng vậy, họ làm việc như trâu như ngựa, nhưng bại nhiều hơn thành, số vất vả lo toan, không nhờ cậy được ai, tự tay làm nên sự nghiệp. Tuy nhiên mệnh khổ, sang tháng 7 âm này, gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn trực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này, mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà ngay bây giờ? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về tính cách và vận mệnh cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Theo tử vi phương Đông, những người đứng can Bính tuổi Ngọ mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy, nước trên trời, tương sinh, mệnh Mộc, Kim, tương khắc, mệnh Hỏa, Thổ, nam mệnh thuộc Đoài Kim, thuộc Tây Tứ Mệnh, nữ mệnh thuộc Cấn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong, vất vả, tuổi Bính Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm này giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng, họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất, tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Bính Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi bạn bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của bản mệnh, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Người tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên, hậu vận họ giàu có. Nếu lấy tuổi Tuất, dần thì cố hòa hợp để sống, chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đặng, họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ tuổi long đong, về sau phú quý, sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng. Vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống hậu vận tốt, nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Người tuổi Bính Ngọ là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác,
Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, tuổi này nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, dễ trở thành người cô độc. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi 1966 đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn tới thế nào cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn. Biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Bản thân người này cũng rất kiên cường và không dễ dàng khuất phục. Những khó khăn và trở ngại cùng áp lực không ngừng gia tăng chỉ khiến họ càng có thêm động lực để chinh phục thử thách. Thêm nữa, nhân duyên tốt nên họ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp cũng như cấp trên, hoàn thành công việc với hiệu quả tốt nhất. Họ có sức hấp dẫn kỳ lạ với người khác phái, xung quanh không thiếu người theo đuổi, họ biết thế mạnh của mình và tự hào vì điều đó. Song không lấy tình cảm ra vui đùa, bởi bản chất tuổi Bính Ngọ là người trung thủy, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Về mặt sức khỏe, người tuổi Bính Ngọ nên chú ý các bệnh liên quan đến phần đầu, nhất là mắt. Nữ mệnh chú ý các bệnh phụ khoa, nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng về thời trung vận. Việc làm gặp được nhiều may mắn, bản mệnh sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Phần gia đạo đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau, nếu biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều việc tốt đẹp, con đường công danh lúc nhỏ có chức phận, về thời hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp, thiên về con đường kinh doanh, mua bán hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt, sự nghiệp của bản mệnh sẽ hoàn thành từ năm 34 tuổi trở đi. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Người tuổi này có đời sống tinh thần phong phú, có lý tưởng cao đẹp và không sợ khó khăn, gian khổ. Họ thích được tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị cao trong xã hội. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tuổi Bính Ngọ có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn, dịch vụ giặt là, hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao họ xem nhẹ tiền tài, vật chất. Bước sang tuổi 59, để có một sức khỏe tốt trong năm này, Bính Ngọ hãy quan tâm đến việc chăm sóc xương khớp và khí huyết của bản thân. Hãy tập luyện thể dục thường xuyên và ăn uống đầy đủ và đúng cách để duy trì sức khỏe tốt. Tuy nhiên, không chỉ cần lo lắng về thể chất mà còn cần chú ý đến tinh thần của mình. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách tích cực suy nghĩ và không ích kỷ. Hãy luôn sẵn sàng cho đi và đóng góp vào cộng đồng để cuộc sống trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, Bính Ngọ thiên can hỏa, địa chi hỏa. Sang tháng này, thời gian này có chút vất vả, nhưng bù lại thì tình hình tài chính khá rực rỡ, đã giảm bớt đi những lo toan trong cuộc sống. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, trường sinh nhập mệnh cho thấy tuổi Bính Ngọ thể hiện ưu điểm của mình khi bình tĩnh xử lý mọi việc trong ôn hòa. Bản mệnh lúc này rất nghiêm túc, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khó khăn cũng không khiến bạn gục ngã. Hơn ai hết, bạn biết rằng làm việc gì có tâm cũng được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, tháng này có sự kiên nhẫn, điềm tĩnh trong các quyết định, đã giúp đương số thực hiện tốt phần việc của mình. Trong công việc, bạn luôn biết mình cần làm gì vào thời điểm nào, ảnh hưởng của dịch mã nên bản mệnh khá tốn công, tốn sức khi thường xuyên phải di chuyển, đi lại vì lý do công việc, nhưng bù lại là sẽ nhận được nhiều bài học lớn trong cuộc sống, chúng sẽ là nền tảng rất tốt cho bạn tiếp tục chắp cánh những ước mơ của mình. Ngũ hành xung khắc khiến bạn khá khó khăn trong các vấn đề liên quan tới cảm xúc, chúng ảnh hưởng rất nhiều tới cách bạn hành xử với mọi người, là nguyên nhân gây căng thẳng với một nửa của mình trong tháng này. Tình hình tài chính cá nhân của bản mệnh trong thời gian này khá ổn định, bạn nên thể hiện tốt trong công việc và những nỗ lực bỏ ra sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Qua quá trình làm việc, bạn cũng rút ra được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Tài vận được sao tốt chiếu mệnh nên cũng có nhiều dấu hiệu lạc quan,
Nhờ phát huy được lĩnh vực thế mạnh mà bạn thu hút được nhiều khách hàng mới, dù hơi vất vả nhưng tiền đổ về túi ào ào. Phương diện tình cảm cũng đem tới cho bạn nhiều tin vui. Nếu có thời gian rảnh, hai người nên dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, tham gia các hoạt động ngoài trời cùng nhau, đi du lịch hoặc cùng dùng những bữa tối lãng mạn, như vậy sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh. Mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, trường sinh nâng đỡ giúp con giáp tuổi Bính Ngọ hiểu thấu đáo mọi vấn đề đang diễn ra. Thậm chí cách xử lý từ tốn của bạn còn có thể ghi điểm với những đối tác khác. Có cục viện tam hội chống lưng nên đón nhận nhiều tin vui về công danh, sự nghiệp. Bạn thể hiện được sự năng nổ, không ngần ngại giúp đỡ mọi người. Nhiệm vụ cũ hay mới thì bạn đều hoàn thành xuất sắc và điều đó giúp bạn trở thành người được khen ngợi rất nhiều trong tập thể. Bạn được soi chiếu để dẫn đường đạt được thành công xứng đáng. Hãy tận dụng cơ hội này để tiến xa hơn trong công việc. Bạn rất giỏi trong khoản thể hiện bản thân và xuất tiến công việc hiệu quả. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dấn thân vào vai trò mà bạn đang chờ đợi. Bạn tiếp tục suy nghĩ về sự nghiệp và con đường mình sẽ đi tiếp tới. Ngoài ra, những dự án kế hoạch bị đình trệ trước đây sẽ có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, có người sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Xét phương diện tài lộc tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 7 âm lịch. Chính tài nâng đỡ con giáp tuổi Bính Ngọ để họ trở nên sáng suốt hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Phương diện tài chính của bạn lúc này cực kỳ tốt đẹp, nhờ bước tiến trong công việc và những cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn cũng được ghi nhận. Thậm chí tuổi Bính Ngọ nhờ trực giác nhanh nhạy mà có thể hỗ trợ ai đó thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính, giúp người ta bảo toàn tiền bạc của mình. Tháng này cũng đón không ít tin vui về tài lộc, bởi ngày này cát khí rất vượng, dù đang theo đuổi lĩnh vực nào thì thu nhập cũng rất khả quan. Càng là người làm kinh tế thì càng có tài lộc dồi dào, kinh doanh, buôn bán thuận lợi. Mức tài chính hiện tại giúp bạn có thể tự tin tiêu pha cũng như thực hiện các kế hoạch cá nhân. Nhất bạch bay vào cung Tây Bắc trong tháng 7 âm lịch cũng là điềm báo tốt lành mang tới điểm quý nhân phù trợ cho công việc của bản mệnh tiến hành trôi chảy. Giao dịch hay ký kết hợp đồng đều thu về kết quả khả quan. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 7 âm lịch. Những mối nhân duyên tốt đẹp cứ thế đến để con giáp tuổi Bính Ngọ có thể lựa chọn được người phù hợp cho mình, đời sống tình cảm sẽ có những tín hiệu tích cực. Những ai đang độc thân nếu đã có một đối tượng phù hợp, bạn vẫn nên tận hưởng quá trình tìm hiểu thay vì quyết định vội vàng. Với những cặp đôi, đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cùng nhau thực hiện những điều mới mẻ và tạo dựng những kỷ niệm mới bên nhau, các cặp đôi trở nên hài hòa, vui vẻ hơn trong giao tiếp khi hai người rất tôn trọng ý kiến của nhau, thậm chí có người còn hỗ trợ để giúp nửa kia của mình cảm thấy an tâm hơn khi theo đuổi tham vọng và đam mê của họ. Riêng với những ai đã có đôi hoặc đã lập gia đình, việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm thì hai người dễ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngũ hành xung khắc cho thấy, việc đặt công việc lên trên tình cảm đôi khi không thực sự sáng suốt, mối quan hệ căng thẳng, thậm chí là lạnh nhạt cũng sẽ phần nào hút đi năng lượng của bạn, gia tăng sự mệt mỏi, dường như hai người rất khó đi đến thống nhất trong thời điểm này. Xét phương diện sức khỏe tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch thường xuyên di chuyển, hối hả trong công việc nên bản mệnh khá vất vả, thậm chí một số người có thể gặp tình trạng suy nhược thần kinh. Có thể bạn tham công tiếc việc quá mà không quan tâm đúng tới tình trạng sức khỏe của mình. Đừng quên chăm sóc sức khỏe đúng cách, vì khi bạn hiểu rõ được sự liên quan giữa bản thân mình với tự nhiên, thì bạn cũng biết cách điều chỉnh ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp theo mùa, khi đó bạn cũng không phải tốn quá nhiều tiền cho thuốc thang hay chữa bệnh.
Tháng này có nhiều lý do để tuổi Bính Ngọ được thúc đẩy hình thành các thói quen lành mạnh. Hãy tận dụng năng lượng kỷ luật này để nâng cao thói quen tập thể dục và cải thiện chế độ ăn uống nhé. Những ai có bệnh liên quan đến đường thở của mình thì nên thận trọng hơn. Ngay cả việc bạn thường xuyên phải di chuyển khiến ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Nên để một ít đồ ăn vặt, nước uống bên mình để lúc đói hay khát bạn có đồ để dùng luôn. Với điều kiện khí hậu hiện tại thì cũng là thời điểm phù hợp để bạn chạy bộ chậm. Đó là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Có thể thấy ngày may mắn của Bính Ngọ trải đều từ đầu tháng tới cuối tháng, tức là bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm những điều mình muốn. Mọi trở ngại hay khó khăn rồi sẽ lùi xa, chỉ cần bạn có quyết tâm và sự chăm chỉ, không bỏ cuộc. Ngày mùng 5 âm lịch. Có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những người có tầm ảnh hưởng, rất tốt cho sự phát triển trong tương lai của bạn. Hãy thể hiện sự nhiệt tình và hăng hái của bản thân để có thể lọt vào mắt của quý nhân. Ngày mùng 8 âm lịch. Việc đầu tư thu về kết quả tốt, nhiều vấn đề khó khăn về tài chính trước đó nay đã có thể giải quyết một cách êm xuôi. Bạn đang tiến băng băng trên con đường mình đã lựa chọn và chứng minh bản thân vẫn còn nhiều tiềm năng lớn lao hơn nữa. Ngày 11 âm lịch. Có cơ hội trúng thưởng, nhận quà, chia lợi nhuận, nhận hoa hồng, vận may tiền bạc đến trong ngày này đều nhờ bạn đã nỗ lực rất nhiều từ trước đó. Ngày 13 âm lịch. Sức hút cá nhân tăng vọt, được nhiều người khác phái cảm mến và chủ động tiếp cận nếu vẫn đang trong tình trạng độc thân. Đừng ngần ngại cho bản thân lẫn đối phương cơ hội để hiểu thêm về nhau, tương lai ra sao hãy để thời gian trả lời. Ngày 17 âm lịch. Có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo của mình và chứng tỏ vị trí chủ chốt không thể thay thế của bạn, chòm sao này vẫn đang giữ vững phong độ của bản thân. Không khó để nhận ra rằng bạn vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá, có lẽ chờ tới thời điểm thích hợp bạn sẽ thực sự bùng nổ. Ngày 19 âm lịch. Ngày thuận lợi để nói về tình cảm lứa đôi, hai bạn có thể đi tới một quyết định lớn trong hôm nay, đánh dấu bước tiến triển mới cho mối quan hệ hiện tại. Ngày 21 âm lịch. Thu nhập tăng tiến, tiền bạc tới từ nhiều nguồn lớn nhỏ, không cố định ở một phương diện cụ thể, người càng năng động sẽ càng thu về nhiều lợi ích cho bản thân. Ngày 27 âm lịch. Công việc tiến triển thuận lợi, hợp tác với đồng nghiệp suôn sẻ, giúp hiệu suất tăng cao hơn hẳn, lãnh đạo tỏ rõ sự hài lòng về biểu hiện và đóng góp của bạn trong suốt thời gian qua. Tiếp theo, đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Bính Ngọ 1966. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này là người chú trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh, khiêm nhường. Họ là người thông minh, hoạt bát, khoan dung, độ lượng, song không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới, tâm tính cũng có phần bất cần thích gì làm đấy. Cá lý ngư sầu tư biến lội, chim phượng hoàng vì cội biến bay, anh thương em đừng vội nắm tay, miệng thế gian ngôn dượt phụ mẫu hay dày già, nếu mà thương nữa lại qua. Thấu tay phụ mẫu đôi ta chia lìa, anh với em như khóa với chìa, như chìa với khóa không lìa mới hay, nếu để mà cha mẹ em hay, thời nghĩ nhân hai đứa phải càng ngày ắt xa. Theo tử vi 12 con giáp, người này sinh tháng 2 âm may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại, được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều, tuy vậy, họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường, song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an nhờ được quý nhân tương trợ. Vận thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường, tháng 7 âm này bản mệnh là con giáp vô cùng may mắn, đặc biệt, khi bầu trời của may mắn mở ra được, thần tài và thần may mắn chúc phúc sẽ thấy sự nở rộ của tài lộc, cuộc sống viên mãn. Đặc biệt, những người này bạn sẽ chứng kiến một giai đoạn thịnh vượng hơn người. Không những thế, đương số trong thời gian này sẽ nhận được một khoản tiền thưởng và hoa hồng không ngờ trong công việc sẽ tìm đến bạn như một làn gió may mắn, hoặc bạn có thể sẽ nhận thấy lợi nhuận từ các khoản đầu tư tăng lên đáng kể. Tử vi cho biết, bạn sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và sức mạnh tài chính để bạn có thể mở rộng hoặc cải thiện cuộc sống của mình theo những cách bạn chưa từng tưởng tượng. Tiếp theo là người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết tiểu hạ trong năm, người tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận, vất vả, phải chịu nhiều trắc trở, khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở nhưng không vì thế mà họ nản lòng. Ngược lại càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường, mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra chứ không nhờ cậy được ai.
Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân, dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình. Nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam mệnh, nữ mệnh sinh tháng tư âm rất giỏi kiếm tiền, chỉ hiềm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều không kém, thu nhập lên xuống thất thường. Không có tích lũy, tiết kiệm gì cho bản thân, không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, những điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người. Tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động, nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Tháng 7 âm lịch, cuối cùng họ cũng đã bắt đầu những dự định mới của riêng mình. Sự xuất hiện của những ngôi sao tốt lành mang lại sự giàu có và may mắn trong sự nghiệp cho những người bạn. Tại nơi làm việc, hiệu suất của họ tăng gấp đôi và sự nghiệp của họ thăng hoa. Đồng thời, những người bạn cũng có thể gặp được những người thân yêu của mình trong cuộc sống đời thường. Hoa đào sẽ đến, giúp họ tận hưởng được vị ngọt của tình yêu. Dù làm thuê hay làm chủ thì đương số cũng được thần tài chiếu cố nồng hậu, buôn may bán đắt, thu nhập tăng đáng kể, cộng thêm công việc suôn sẻ. Như ý, sẽ là bàn đạp để tuất không chỉ may mắn trong nửa tháng tới, mà nửa năm tới họ cũng vượng vận tài lộc, sung sướng an nhàn. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử trong năm, tử vi báo mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 6 âm cả đời vất vả, nhưng chẳng bao giờ chạm đến ngưỡng đại phú đại quý. Mắt như viên ngọc thật, vẫy như vàng, lâu lâu lại quẩy sóng phóng mình khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống. Muốn từ con sông này biến thành rồng bay đi thì đừng có than ở lâu năm trong. Người này tính cách không nhu, không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân, trách phận. Họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, gia phận phúc mỏng, người tuổi Ngọ sinh tháng này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình, anh em. Họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp, thời gian đầu thất bại liên miên, tổ nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành, bản mệnh phải tự tay làm nên cơ nghiệp. Đến năm 36 tuổi mới thành đạt rảnh rang, năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả lo lắng nhiều. Sang tháng 7 âm lịch, được biết đến với tính cách hiền lành, ngay thẳng, họ là người sống có tổ chức, kỷ luật và có trách nhiệm. Trong công việc, họ là người tận tụy, chu đáo, hết mình vì mục tiêu chung. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 này bị ảnh hưởng bởi sao xấu, nên cuộc sống và sự nghiệp gặp chút khó khăn. Dù đã nỗ lực nhưng con giáp này không được công nhận, thậm chí còn gặp thất bại. Xung quanh bạn không thiếu những người có thể giải quyết những lo lắng của bạn. Vào những thời điểm quan trọng, bạn luôn gặp được sự giúp đỡ của quý nhân, ý tưởng tốt, tài lộc dồi dào, gia sản cũng sẽ tăng lên. Tiếp theo đó là người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch chính là tiết Bạch Lộ trong năm, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn, hiếm ai bì kịp, họ thông minh, lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình, nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng. Cũng được cấp trên tin cậy đào tạo làm tầng lớp kế cận, từ khi sinh ra bạn đã được nằm vùng vẫy trên biển tiền không phải lo nghĩ. Vào 2 tuần tới, may mắn của bạn sẽ nhân lên gấp đôi, sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi, vì được quý nhân giúp sức hết mình, nhờ vậy mà bạn đạt được vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên đương số không nên quá kiêu ngạo, bạn làm gì cũng nên khiêm tốn một chút để người khác yêu mến. Nếu cứ tự cao tự đại bạn sẽ sớm đánh mất nhiều thứ mình đang nắm giữ. Hãy hòa đồng với mọi người để được yêu thương và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Cuối cùng là người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt, thời trai trẻ, họ phải trải qua khá nhiều gian nan, vất vả nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời người sinh tháng 10 âm đang xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ. Mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình, may nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp, trung vận may gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, người sinh tháng 10 âm vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Sang tháng 7 âm lịch được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà, lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn. Ở bên tuổi Bính Ngọ những lúc khó khăn, hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được. Ngoài ra, với sự phù hộ của ngôi sao cao quý, vàng và những điều xui xẻo có thể được xua đuổi một cách suôn sẻ, vận may sẽ tiếp tục được cải thiện và bạn sẽ được hưởng phước lành vô tận trong tương lai,
không thiếu tiền và lụa và phước lành sâu sắc. Đồng thời, tài vận may mắn sẽ tăng lên và sự nghiệp sẽ phát đạt. Nếu bạn nhận được sự giúp đỡ từ mọi hướng trong sự nghiệp, tài sản của bạn cũng sẽ tăng vọt và tài sản sẽ theo dòng chảy đều đặn. Người này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, mệnh chủ hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nha. Quý vị thân mến, câu chuyện về lòng đố kỵ của ổ và chìa khóa. Câu chuyện về chiếc ổ khóa và chìa khóa nhắc nhở chúng ta về lòng ghen ghét, đố kỵ của chúng ta kể về chiếc ổ khóa không vui và trách cứ chìa khóa rằng bản thân khi nào cũng phải ở nhà đảm bảo an toàn cho gia chủ, nhưng ông không xem mình ra gì, thậm chí ông chủ còn luôn cưng chiều chìa khóa hơn cả mình, đi đâu đâu ông cũng mang theo chìa khóa bên mình, nhưng không lần nào cho ổ khóa đi cùng cả. Chìa khóa lúc này thanh minh, như anh mới là sung sướng, thường xuyên được ở nhà nghỉ ngơi, không lo nghĩ gì. Còn tôi đâu được thế, ngày nào cũng lặn lội muôn nơi, chịu mưa nắng khổ cực, tôi ghen tị cuộc sống của anh mới đúng chứ. Cứ thế chìa khóa, ổ khóa cãi nhau không ngừng và không ai chịu nhường ai một câu. Có lần chìa khóa không muốn làm việc liền tìm cách trốn trong một góc phòng để ông chủ không thể tìm thấy được. Trong khi đó, ổ khóa cũng chạy vào nằm yên vị trong túi của ông chủ để thỏa mãn ước mơ được đi muôn nơi. Chủ nhân tìm mãi không thấy chìa khóa đâu, liền tức giận vứt ổ khóa vào thùng rác. Sau đó, ông ra ngoài tìm mua một bộ khác đem về để thay thế. Sau khi vào phòng, ông chủ vô tình tìm thấy chìa thì mới nói, ổ khóa đã bị vứt rồi không cần giữ ngươi lại nữa làm gì. Nói xong, chiếc chìa khóa cũng bị vứt vào thùng rác, chịu chung số phận y như bạn mình trong thùng rác. Ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở. Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương, mà lại đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Có thể thấy rằng, chìa khóa và ổ khóa đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì cả hai không nhận ra giá trị cũng như công sức, vai trò của đối phương. Trong cuộc sống, mỗi người đóng một vai trò, trách nhiệm riêng, đừng như câu chuyện về chiếc ổ khóa và chìa khóa trên. Chỉ vì lòng ghen ghét, đố kỵ mà cả hai không chịu hiểu cho vai trò của mỗi người, cuối cùng đều bị vứt bỏ không thương tiếc. Dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã từng ganh tị với ai đó trong quá khứ, từ đó mới có thể tìm cách loại bỏ những ý nghĩ xấu đó trong lòng. Trong xã hội hiện nay, việc ghen tị hay đố kỵ với một người nào đó đã trở thành bản năng, thế nên mới có câu, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt, con người chúng ta là thế, một người đố kỵ với người tài hơn, giàu hơn, giỏi hơn, nổi tiếng hơn, xảy ra hàng ngày như cơm bữa, thế nên một ngày nào đó bạn trở thành đối tượng để người ta ghen tị, đố kỵ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí là bạn nghĩ rằng mình cố gắng đối xử tốt với mọi người, không gây hiềm khích với ai, nhưng họ vẫn cứ ghen tị với bạn, thực tế là không thể nào có thể ngăn cản việc ai đó ghen tị hay đố kỵ với mình. Không ít người là bạn thân nhưng ghen tức vì mình không có ai yêu, còn bạn có chồng yêu, chồng chiều, nên đã lập mưu cướp chồng của bạn. Đối diện với thực tế rằng, ai cũng có lòng ghen tị sẵn trong lòng để bạn luôn trang bị cho mình tâm lý rằng nếu chuyện đó xảy ra, thì vẫn vượt lên trên khó khăn và sống mạnh mẽ hơn, vì chúng ta không thể nào thay đổi đối phương hay ngoại cảnh, ta không thể bắt ai đó phải nghĩ tốt về ta. Nhưng ta có quyền không cho họ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nếu để những gì họ nói, họ làm tác động tiêu cực tới bản thân thì ta đã tự kéo mình vào vũng lầy. Cho chúng có cơ hội hả hê vì hạ bệ được ta, thế nên cần tỉnh táo khi đối mặt với những kẻ này. Paulo Coelho, tác giả cuốn Nhà giả Kim từng cho rằng, đừng ghét những kẻ ghen tị, vì khi họ ghen tị với bạn tức là họ đang nghĩ bạn thành công hơn họ rất nhiều. Tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn bởi ghen ghét, thù hận, thành kiến hoặc là nghi ngờ, hèn nhát. Người ghen ghét, đố kỵ cũng giống như một người mù, họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, luôn tìm cách suy diễn theo ý kiến cá nhân. Đối mặt với những kẻ đó, ta chỉ cảm thấy thương cảm cho việc họ mà thôi, những người này đang tự thấy mình yếu kém hơn ta, nên cố gắng dìm ta xuống bằng mọi cách. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn mới là người nắm giữ vận mệnh của mình, đừng để cho những kẻ thất bại đó hạ bệ hoặc ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của chính mình. Vì vậy, khi đối mặt với những kẻ nói xấu, gây hại cho mình, hãy mạnh mẽ vươn lên, vượt xa họ, chọn bục đứng cao hơn để sự tiêu cực của họ không thể với tới bạn. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng ai cũng có lòng đố kỵ, nó được xem là bản năng, thế nên có người có ít, có người có nhiều, nếu bảo không có là tự lừa dối bản thân. Thực tế là người càng nổi tiếng càng dễ bị ghen ghét,
Chính ta không ít lần cho rằng một người thành công là do gặp may, giàu chắc là ăn chặn tiền từ thiện, quán nào được danh hiệu lại cho rằng không ngon bằng quán gần nhà. Ngay cả ai đó có thể làm hàng ngàn việc tốt, nhưng chỉ cần một lần người ta vấp ngã, chỉ cần một lần nhầm lẫn, sai lầm, thì người ta đổ xô vào chỉ trích, chê bai phủ định hết công sức trước đó. Ai chẳng đang nuôi một tham vọng, ước muốn, khát khao nào đấy, nhưng khi mình chưa đạt được còn người khác thì sớm đã có tất cả thì ta bắt đầu khó chịu, đó chính là khi lòng đố kỵ, ghen tị khởi lên. Đố kỵ đẩy xa mình với người khác, khiến mình cô độc thảm sầu, lời Phật dạy về lòng đố kỵ, tội ác tiềm tàng mà ta chẳng hay biết. Nhiều khi thói đố kỵ biến mình thành kẻ độc ác từ lúc nào mà mình không biết, phải nhắc nhở bản thân mình nhớ rằng, luôn quan sát cảm xúc, suy nghĩ tự nhiên này khởi phát trong tâm trí của ta để điều chỉnh bản thân, nếu không chúng có thể đem lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực nếu không biết khống chế. Quan trọng nhất là ở chỗ, khi tâm đố kỵ khởi lên ta, đối trị với nó như thế nào, để xử lý được nó ta phải hiểu nguyên nhân gốc rễ là do ta đang cảm thấy thiếu thốn, tự ti, kém hơn, không được như kỳ vọng, tự mình định giá bản thân mình kém đi. Mới so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác, sự đố kỵ đang rỉ vào tai bạn rằng những thứ người khác có mới quan trọng, còn những thứ bạn có chỉ là đồ bỏ đi. Thế nên ngay khi lòng đố kỵ, một lời chê bai, chỉ trích bắt đầu khởi lên trong tâm, thì ta nên điều hướng về cuộc sống của mình. Thay vì buông lời nhận xét về ai đó, tại sao không nghĩ cách làm cho mình tốt hơn, mình đáng giá hơn, để sau này gặt hái cuộc sống tốt hơn. Ta dành thời gian học cách yêu thương bản thân đúng cách, tin tưởng vào chính mình và biết ơn những gì mình đang có, đang sống, thì bạn sẽ sớm nhận ra sự khác biệt tồn tại giữa mỗi người cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, thay vì tập trung sức lực vào những lời nói xấu, đàm tiếu, ganh ghét xung quanh, chúng ta hãy dành hết thời gian để tiến gần hơn đến mục tiêu của cuộc đời mình. Biết được mình muốn gì là động lực tốt nhất, điều đó giúp bạn đẩy lùi và ngừng bận tâm thái quá về cuộc sống của người khác. Nếu có thì hãy chúc mừng cho thành công của người khác, tận tụy với sự nghiệp của chính mình, nghe người khác nói chỉ để tham khảo, luôn ý thức tránh xa lòng đố kỵ hẹp hòi, kẻo nó như chén thuốc độc mà bạn tự mình uống mỗi ngày. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch, ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.